Chào cả nhà, hôm nay Thảo đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang đó cả nhà. Thảo ghé thăm hoàn cảnh một cái bà cụ ở của mình nè. Đây là cái căn nhà của bà mà Thảo quay từ bên ngoài đi vô. Cái căn nhà của bà cũng là nhà tiền chế nhỏ thôi. Đó, mấy em chỉ cho Thảo cái hoàn cảnh của bà cụ đó. Đây Thảo đi vô trong nhà thăm bà luôn. Dạ bà ơi, con chào bà. Dạ chào dạ, chú Dạ. dạ à, mời chú ngồi Dạ được rồi bạn. à. Con bà yên tâm thì để con từ xếp sắp xếp được rồi. À, cho con hỏi thăm cái bà có thấy đường không vậy? Dạ mà thấy mờ mờ à Bà thấy mờ mờ thế hả? dạ Dạ. Bà thấy chú ra đứng mấy người không? Dạ. có Đứng một mấy người vậy bà? có người à Có người hả? dạ, phải không Dạ đúng rồi. Bà có thấy được mặt con không? dạ không thật không được Bà không thấy đường anh hả? Thấy mờ mờ vậy thôi, không thấy cái bóng. thấy cái bóng vậy thôi hả? Rồi cái nhà này là nhà của bà xưa giờ luôn hả anh hả? Bà ở nhà này ai cất cho bà vậy? Dạ nhà nước cất. Nhà nước cất cho bà hả? dạ Dạ rồi. Con cũng chưa có biết hoàn cảnh của bà, con nghe cái em kia chụp hình rồi nói giúp giùm cho bà sống của mình à, dạ có đúng đúng rồi. không vậy dạ, bà? dạ phải rồi. Dạ rồi. Bà không có lập gia đình hả? Dạ ông có ổng mà ổng chết rồi. Ông mất rồi, rồi bà không có con hả? Dạ không có đứa nào hết trơn á. Dạ, trở nên khổ quá, giờ sống của mình vậy đó. Dạ Dạ, rồi ông mất lâu chưa bà? dạ cũng lâu rồi. Được chục năm chưa bà? Dạ chưa. À dạ, vậy ông cũng mới mất mấy năm thế. Rồi rồi con hỏi thăm cái rồi giờ bà không thấy đường rồi cơm nước đồ của bà sinh hoạt làm sao? Dạ thằng em tôi nó nấu. Dạ. Em tụi nó nấu cơm nè. Dạ em trai đó bà ha. dạ Dạ nấu rồi bưng qua cho bà. dạ Dạ. nó nấu rồi nó bưng lên cho tôi ăn. Dạ rồi em trai bà ở cũng gần đấy hả bà? Dạ ở gần đây Dạ. rồi. Thôi cho mời chú ngồi nè, mời chú ngồi nè. Vậy hả? Bà lận hay là sao? Thôi mời mời chú ngồi nè. Dạ. Trước khi là bà sẽ nói lại. Rồi anh lo hả? Anh nhà anh là nhà trước. Dạ. Anh là như thế nào với bà nhỉ? Em chưa có hiểu. Coi như là này, Trong xóm vậy đó. cháu kêu bằng mợ nhưng mà cháu mợ của vợ. Thôi mời chú ngồi. Dạ được rồi bà. À, Rồi là cơm nước là anh lo hết à? nấu cơm giờ cho tắm rửa thay đồ nè. Dạ. Rồi rồi anh kêu bà bằng cái gì? Mợ. Rồi cầu với mợ đó hả? Dạ. Cầu là cầu anh mất rồi đó hả? Dạ. Mời chú ngồi đi. Dạ. Mời chú ngồi. Giống như là mời dâu đó đúng không? Dạ. À vậy hả? Chắp nối mong cầu. Mong cầu còn mất luôn rồi. Dạ. Cầu mất lâu chưa anh? 2 năm rồi. Dạ. Bà ơi cho con hỏi thăm năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Cũng cỡ không biết bao nhiêu nữa. Không biết luôn. Dạ không Cần biết. nhiêu anh? Có biết chính xác không? Chính xác 81 tuổi, 80 tuổi không phải 81 nhưng mà 80 tuổi. trên giấy là 79 tuổi, Dạ 81 có tiền nhà nước chưa anh? chưa tới tuổi tiền nhà nước nhưng mà bà cũng có được cái rồi chỗ ông nè, có Dạ. được hỗ trợ tháng cũng được 500 Năm đâu có 400 à. 400 hả bà? Rồi ai đi lĩnh? Dạ mượn thằng cháu nó đi lãnh. À cháu là anh đó hả? Dạ với người kia, Cháu khác nữa hả? người Dạ. kia cũng như người ta đi lãnh chung đó, Dạ, lãnh rồi lãnh về cho bà. Là tháng bà có được có 400 mấy gần 500 ngàn đó là để xài thôi ha. chung. Dạ Dạ. không có ai hết trơn. Dạ. À. Bà ơi giờ dưới mình là giờ là hết nước, là hết hết ngập với tới trong này rồi đúng không? Nước không Dạ ngập tới đúng đây. rồi. Dạ giờ đâu có vô đê, đâu có vô nữa ha. Dạ. Mời chú ngồi. Dạ để cho con quay phim cái bà, tại con đang đứng để con quay á, con Dạ ngồi con không có quay được. dạ được. Dạ dạ bà dạ cứ yên tâm đi, bà đừng có lo, để con sắp xếp được. dạ Nhưng giờ giờ cơm nước là bà khỏi nấu rồi đúng không anh? Anh lo hết rồi, bưng coi bà cứ ăn rồi anh bưng về rửa giòn vậy thôi hả? thì cũng nấu ở đây nè cho bà, mình cũng như trải qua làm tiếp bà vậy đó. Dạ. Rồi cái nhà của bà nhà tu thôi á, nhà cũng nghèo. Nghèo không giàu đâu. Dạ.
Đây Thảo quay cái nhà của bà cho mọi người coi cái đây. Anh là cháu của bà đó. Là cơm nước lo cho bà đó. Cái nhà thì cũng là Cũng nhà mình tôn. cũng là mình thấy kiểu vậy, anh thấy bả như vậy là mình test được cái gì thì mình test được. Dạ, à đây này, bà Lê Quang B phải không anh? Ông á, đó là tên ông hả? Dạ, còn tên bà tên gì Thảo quên hỏi rồi. Lâm Lâm Thị Mốt. Lâm Thị Mốt hả anh hả? Dạ. Bà nhớ tên bà không? Dạ nhớ. À, Lâm Thị Mốt. dạ Lâm Thị Mốt. Dạ. Dạ, 80 tuổi rồi đó. Dạ, Dạ. giờ nhưng mà có sống còn mình à? Dạ sống con mình nên à. Dạ. Bà thì lúc trẻ thì chắc mình cũng đi làm thuê làm mướn vậy thôi hả bà? Dạ con tôi không có đi làm mướn làm thuê vậy hết trơn. Vậy Đi đi không nổi á. à, vậy lúc trẻ tiền đâu mà mình sinh hoạt ông lo hả? Ăn nhà nước lo. Dạ nhà nước cho. Dạ. Dạ cho từ xưa giờ vậy luôn á hả? Dạ. Dạ. Dạ ông cũng bị giống như là người khiếm khuyết vậy đó hả? Dạ cũng bị cái tai dạ cái tai bà bị gì á? di Dạ bà còn bị tai biến xong đó hả? mà có ít cái tai bây giờ cũng không có làm được cái gì, Dạ lúc áo rồi cũng không vậy hả? Chỉ có một cái tay kia là múc cơm ăn được thôi. À, chú giúp đỡ giùm tôi đi. Dạ giúp giờ giúp giùm cho bà cái gì nào? Cái gì cũng được hết trơn. À vậy hả? Dạ. Dạ chứ con không biết giúp bà cái gì nữa. Bây giờ thôi tặng bà chai dầu nước chanh bà xài đi. Đấy bà cầm ấy. Dạ Giờ nước chanh là xài có nhiêu có nhiêu là sao? lát hết rồi. Sao lắc hết được, chai này để sức lâu lắm luôn á. Dạ Dạ chai to mà. à. Dạ rồi rồi chú không có tặng gì nữa hả? dạ chưa, từ từ đó hỏi thăm bà cái đã. Dạ đó. Vậy hả? Cảm ơn chú nha. Nhưng mà bà có còn biết tiền không? Dạ biết. Dạ rồi rồi tiền bạc lạnh vậy là người ta lạnh về ta đưa cho bà rồi bà gửi người ta mua đồ ăn hả? Dạ Dạ có cái gì nói nấy à. dạ Rồi đồ ăn anh mua hay sao? Dạ bà cái anh này là tên gì bà biết không? Ta nó tên gì đó nghe tên gì không biết. Không biết luôn hả? Dạ Cái anh này có thương bà không? thương nó thương dữ lắm À mà có à. bà con gì không mà thương vậy? Không có, nó là cháu cháu của ổng á. Cháu của ổng nhưng mà ổng mất rồi mà vẫn thương bà hả? Dạ À nó thương dữ lắm. xóm này có ai thương bà ngoài anh này ra có ai thương bà nữa không? Có Dạ người ta thương dài dài vậy nhóc á. Thương dần thương vậy thôi con thương chi nữa. Vậy là nói chung là mọi người đây vẫn thương bà ha, Dạ lo cơm lo nước cho bà có thiếu thốn gì không? Không có đến nỗi thiếu thốn đúng không? Cơm nước là bây giờ là không có thiếu rồi đó, nhưng mà đồ ăn thì nó không ngon thôi đúng không? Dạ Dạ Ông mời chú ngồi đi. Dạ rồi được rồi bà. Thôi hôm nay con ghé con thăm bà đi, con tặng quà cho bà nha. Dạ Dạ con tặng quà cho bà, quà ở bên nước ngoài gửi về đó. À. Dạ bà đợi cho con một chút xíu đi rồi con đưa cho bà. Tội nghiệp không? Đây hôm nay Thảo ghé thăm bà thì có các cô chú tin lành nguồn phước ở bên Sydney của Úc á, có gửi về nhờ tặng cho bà 2 triệu đồng. Dạ, cảm Dạ ơn. đó để cho bà có tiền mà mua đồ ăn. Cái này Dạ. tiền này thì bà giữ đi đúng không? Dạ. Dạ khi nào mà bà muốn mua cái gì thì bà nhờ mấy anh mấy người cháu của bà mua cho nè. Dạ đúng rồi. Dạ có cái em kia, em đó là ở đâu ngoài kia anh hả? Xa vậy đó hả? Mà biết hoàn cảnh của bà rồi giới thiệu cho Thảo, nói Thảo xuống giúp giùm á. Đây bà đưa tay đi rồi con đưa cho bà. Dạ 1 triệu nha bà, đó là 2 tờ đó. Này 2 tờ hả? Dạ cái đó là tờ nhiêu bà biết không? Tờ không biết. Dạ sao bà nói bà biết tiếng. Dạ thêm 1 triệu nữa nè, đây Đây bà. hả? Dạ đó 4 tờ, Bây giờ 4 tờ là 2 triệu đồng đủ rồi đó bà. bây giờ tôi xin lỗi chú nha. Dạ con tên Thảo. Dạ xin lỗi cho chú Thảo. Dạ Cho tôi thêm đi. à dạ thôi được rồi bà, cho chừng đó đủ rồi. À. Nếu mà có dịp á con ghé con thăm thêm chứ đừng có xin thêm gì mất lòng nó không có đẹp. Dạ Bà Cái đó cũng như là xin thêm thôi.
Dạ vậy hả? Là cái này là do vấn đề đầu óc của bà hả? Cho nên mọi người thông cảm giùm. Bà chắc giống như khổ á, cuộc đời bà nó khổ rồi cho nên giờ thiếu thốn thì bà thấy ai cho thì bà cứ xin thêm vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Vậy á hả? Cho nên là đôi khi tạo một quay phim cũng muốn giúp cho bà nhưng mà mọi người thông cảm đừng có trách móc bà già tội. Dạ, bà đôi khi giờ lạnh rồi nè là thứ nhất này, thứ hai là đôi khi khổ á thì muốn có thêm tiền á nhưng mà có 2 triệu thôi à bà, hết rồi bà ơi. Dạ, cảm Dạ ơn nha chú. rồi vậy thôi bà đừng có buồn nha. Dạ, không có buồn đâu. Dạ rồi thôi bà cất đi, cất tiền đi, sao bà vay lại vậy, cất cất đi, cất kẹo nó rớt á. Dạ Không bao không giờ có rớt hả? không có đâu. Dạ Để đây được không? thì cái đó tùy bà để đó người ngoài họ vô họ thấy họ lừa mới uổng. Chú nói chuyện nghe thấy thương quá à. Dạ rồi vậy thôi con chào bà nha, Dạ con đi về Sài Gòn á. Dạ Dạ à, chú để bạn vậy dạ. con đi xe máy. Dạ Dạ rồi vậy thôi con chào bà, con đi nha. Dạ Chú tặng tiền cho tôi hả? Dạ con tặng cho bà đó. Dạ Dạ bà cất đi xài Dạ đó, bây giờ bà dễ thương chưa, hồi nãy xin có gì thôi chứ mọi người đừng có trách mà tội bà nhé. Tại vì đôi khi thiếu thốn thì thích xin thêm gì đó. Dạ có nhiều đầu óc nhưng mà nhiều kịp. Dạ vậy là nhà nước cho cái tiền đó ra nữa, cho cái tiền mà người không bình thường à, neo đơn vậy thôi. Neo cái neo đơn ngày trước đó, neo hai ông bà nghèo.